Chào mừng các bạn đến với kênh Món ăn hàng ngày. Bạn hãy đăng ký kênh của tôi và nhấn vào cái chuông nho nhỏ xinh xinh ở ngay bên cạnh để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn thuận của nàng da đẹp như ngôi sao nhé. Thì phần ức gà hay còn gọi là lườn gà được đánh giá là mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng nhất và cũng là món đứng đầu trong danh sách thực phẩm giúp giảm cân. Ức gà chúng ta ăn mãi chiên hay luộc rồi thì cũng chán. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một món ăn từ thịt ức gà vừa thơm ngon vừa giúp giảm cân hiệu quả. Đó chính là món ức gà sốt cam. Món ăn này không chỉ làm phong phú thêm thực đơn của bạn mà nó còn cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Nguyên liệu để làm món này gồm có ức gà 300g, trứng 1 quả, cam 1 quả to. Các gia vị gồm có bột canh hoặc bột nêm, hạt tiêu, hành lá, gừng, mè rang, 3-4 nhánh tỏi, đường, tương cà, tương ớt, nước tương, bột bắp. Thịt ức gà rửa sạch, để ráo nước, thái miếng vừa ăn. Các bạn có thể thái miếng như thế nào thì tùy ý, nhưng không nên thái quá mỏng. Miếng thịt có độ dày tối thiểu là 1cm. Protein trong thịt ức gà giúp hỗ trợ giảm cân toàn thân và tạo khối lượng cơ nạc. Đối với người đang giảm cân, ăn thịt ức gà sẽ giúp cơ thể không bị bỏ đói, lại vừa kích thích quá trình tăng cơ, đốt mỡ hiệu quả. Cho thịt vào một cái bát to, thêm một ít gừng thái sợi, một thìa bột canh hoặc bột nêm, mì chính thì tùy theo khẩu vị của gia đình bạn. Thêm hạt tiêu, một thìa bột bắp, đập một quả trứng vào, trộn đều. Ướp thịt trong khoảng 15 phút để cho thịt ngấm gia vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm nước sốt. Cam vắt lấy nước được bỏ hạt, khoảng 100ml nước, một thìa cà phê đường, 2 thìa cà phê tương cà, 1 ít gừng thái chỉ, 1 thìa cà phê bột bắp. Một thìa cà phê tương ớt. Nếu mà ăn cay thì các bạn có thể tăng thêm lượng tương ớt. 2 thìa nước tương. Khuấy để cho các nguyên liệu tan hết. Bắc chảo lên bếp. Đợi chảo nóng thì cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng rồi thì chúng ta cho thịt vào để chiên. Chiên khoảng 4-5 phút, cho đến khi miếng thịt gà chín vàng đều cả hai mặt.
Sau đó cắt thịt gà ra đĩa để riêng. Phi thơm tỏi và gừng thái chỉ. Chút hỗn hợp sốt vào chảo. Đun nhỏ lửa và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp có độ sền sệt. Cho tiếp ức gà vào chảo. Đun trong lửa nhỏ khoảng 2 đến 3 phút. Cho gà ngấm sốt. Món thịt ức gà sốt cam không chỉ hấp dẫn bởi hương vị ngọt ngào và thơm ngon của cam, mà còn có lợi ích tuyệt vời cho việc giảm cân. Thịt ức gà là nguồn protein dồi dào và ít calo, giúp duy trì cơ bắp và hỗ trợ quá trình giảm cân. Nước cam cung cấp lượng lớn vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch và giúp da dẻ mịn màng. Các thành phần trong quả cam có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại. Bày thịt gà ra đĩa, rắc một ít mè rang. Và một chút hành lá lên trên. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món ăn. Món ức gà sốt cam có vị chua ngọt, hấp dẫn, rất phù hợp với những người muốn duy trì vóc dáng và sức khỏe mà vẫn được ăn ngon. Hãy thử ngay món ăn này để bổ sung vào thực đơn giảm cân của bạn nhé. Bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều công thức nấu ăn hấp dẫn khác. Chúc bạn và gia đình có những bữa ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.